Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với series Minecraft Pixelmon. Wow, tính ra mình đã lặn đâu đó tầm 3 tháng rồi đó ha. Thì trong tập ngạm trước chúng ta đã rất là may mắn luôn khi mà thu phục được Eternatus rồi nha. Tập ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành lên đường thu phục thêm những cái em huyền thoại huyền ảo, cũng như là làm cho nó full cái Pokédex của mình đi. Hiện tại chúng ta đang có 19% Pokédex à, 197 em thôi mọi người ạ. Nhưng mà ở đây mình tình cờ gặp một em Explore nè mọi người ơi. Em này không biết mình có chưa nữa. À chưa có. Ngon lành luôn. Chúng ta sẽ tiến hành đi bắt luôn nha mọi người ơi. Wow, em này là tiến hóa cấp 3 luôn rồi đó. Nhìn to cực kỳ luôn. Mình rất là khoái mấy em Pokemon to to bự bự này nha. Ủa, Whitbone không thành công nè. Gì căng vậy? Ây cha. Vậy thì mình sẽ xài luôn Phone Sweep đi ha. Ồ. Ui, Phone Sweep một phát là em này còn đúng một máu thôi. Mạnh vãi cả chưởng. Đang trời tối thì chắc mình sử dụng luôn Dustborn đi ha. Trời tối mà, cứ Dustborn mà giả thôi. Ui, không được nha. Cũng hơi căng lắm mọi người ạ. Rồi, vẫn tiếp tục là Dustborn. Ủa, hôm nay không phải trăng tròn ạ. Em này coi vậy mà khó thu phục quá ta. Mới vào đã bị ăn hành rồi mọi người ơi. Chuyển qua thử Ultra Ball thử coi. Ui, vẫn không được nè. Ui, cái gì vậy? Chơi hồi máu hả? À, chơi đi ngủ mọi người ạ. Thamorbon đi. Trời, nãy giờ là 4-5 quả rồi đó mọi người ơi. Phá lần này. Yes. Trời ơi, công nhận khó khăn dữ ha. Chỗ này có một em màu quay. Mình cũng chưa có luôn. Wow. Những em Pokemon này hồi xưa nó rất là ít xuất hiện đó mọi người ạ. Úi, nhưng bây giờ thì nó xuất hiện. Ta nói nó nhiều vô kể luôn. Rồi, Phone Sweep ẻm nha mọi người. Em này cấp 46 nên là có vẻ khá là trâu đó. À, phải 3 đòn Phone Sweep mới được. Tiếp tục là Phone Sweep nè. Hồi nãy xài Dustborn không được ha. Chắc ở trên đây là cái vùng núi nó cao quá. Thôi thì mình xài Ultra Ball thử đi ha. Bun. Được nè. Em này thì bắt dễ hơn nha mọi người ơi. Ui, gì vậy? Gì to vậy? Em này là Slowbro hả? Slowbro. Thiết nghĩ là chúng ta nên cho Zekrom ra trận đi. Đây rồi. Mắt Lightning. Ủa, phải đài này bắt lên mới được mọi người ơi. Ôi, to chứ kìa. Trời ơi. Hết 2/3 cây máu nha. Tiếp tục, mắt Lightning phát nữa. Đánh cứu tỏi luôn. Yeah, lên một cấp luôn nè. Ngon lành. Quên kia có một em Bubista kìa mọi người ạ. Ngon lành. Bubista. Em này mình có chưa ta? Chưa có. Ấy, chưa có thì lụm thôi. Đợi chơi với nữa. Trời ơi, Whitbone qua một tí là xong luôn rồi. Bắt dễ. Quá là đơn giản với chúng ta luôn. Phía bên đây á, thì trong thời gian offline mình có bay lượn. Thì mình phát hiện đây là một cái game mọi người ạ. Và tên của nó là Fairy Game. Game hệ tiên đó nha, rất là xịn sò luôn. Bên đây là chính là cái chỗ để mà chúng ta đi thách đấu nè. Giờ chắc mình ghé vào đây mình coi thử nó có đồ gì hot không nha. À, màu chủ đạo đây là cây Bạch Dương hả? Xịn sò đó chứ. Bên này là cái cây Bạch Dương thôi, không có gì hot. Trên đây là cái gì đây? Ôi, đền gì đó. À, máy nghiền hả? Có cái lò ở đây luôn. Tủ lạnh rồi. Đồ ăn không người ạ. Trên tầng có gì không? Đây lên. Một bộ giáp gì đó nè. Lụm một cái ba lô. Đây là giáp gì đây? Quần Neo, áo Rocket, giày thì giày Dawson. Ơi, gì nó cấn à mọi người à. Tính ra đồ ở đây cũng ngon á ha. Ui, trời nữa cấp 60 luôn, được cái nhờ. Cái này cái gì đây? Một cái Ancient Da nữa. Đây là màu Cyan hả? Momo Mew, một cái kéo, phải luôn. Lên tầng có gì hết không? Cho tôi lên, tôi có ké với. Một cái ba lô hồng nữa. Ngon lành luôn. Trời ơi, nhiều nhà quá làm tôi rối. Ui, ở đây cái gì đây? Water Stone, ngon luôn á chứ. Lên tầng được không? Hello. Lên tầng có đồ nè mọi người ơi. Ý, đây là gì đây? Moonstone. Ngon lành luôn. Ui. Hả? Đây là Pokemon huyền thoại hay là huyền ảo gì đó mà. Sao người ta bắt cũng được, người ta nhốt vào đây hay vậy? Cabos, ngon luôn. Tim hả? Thấy luôn mọi người ơi. Đây là cái gì đây? Áo Awa, giày bạc và quần bạc và giày Rocket. Ủa, đây là biểu tượng của cái gym này hả? Đây là cái gì đây? Sylveon. À, một trong các tiếng hói của Eevee mọi người ạ. Lâu quá mà không có gặp lại nó. Chém tí là tôi quên cái hình dạng của nó luôn rồi đó. Shopkeeper này bán gì ạ? Bán những cái daycare thôi. Cái em gì đây? Togepi. Wow, đây chân tượng nhiều em dễ thương quá hen. Hello, trên này có gì không? Không thấy gì hết trơn nè. À, trên đây có ảnh chụp Pokemon. Hầu hết là Pokemon hệ tiên không mọi người ơi. Cherry Spawn nè, ngon. Ok. Ê, phía bên này có cái gì nè mọi người ơi. Cái gì đây vậy? Một cái Fairy Lure. Đây là cái Strong Lure luôn mọi người ạ. Dùng để thu hút tất cả Pokemon hệ tiên á. Thu hút nó nhân 3 lần lên. Wow, cũng hay bộ. Ui. Đây là Floret hả? Wow, đỉnh nha. Rương gì đây? Bánh mì. Kéo với lại sữa bò. Còn gì nữa không? Giáp gì đây? Đây là Platinum Jetlay. Ui, quần Rocket và giày đo. Vẫn cái công thức quen thuộc. À, lên tới đây là hết rồi. Trời ơi. Ôi, nói chung là cũng được rồi đó. Để mình tiến hành lên đường qua cái vùng đất mới nha. Tính ra thì trong tập ngày hôm nay mình đang tính đi qua Bắc Reshiram mọi người ạ. Mấy tập trước là có Zekrom rồi. Mình đang muốn sưu tập lên cho nó đủ cái bộ ba. Zekrom, Reshiram với lại Kyurem nó đẹp luôn á. Em nào đây? Một cái môn hệ bay và hệ thường hả? Đây là Sparrow. Không biết mình có chưa nữa. Nhưng mà chúng ta có thứ tiễn ẻm về miền cực lạc trước đã. Pirao, dánh cứu tới. Bắt luôn nha. Em này chắc xài Liverpool là được mọi người ơi. Đó, đơn giản nha. Phía bên đây mình vừa thấy một cái gì đó nè. Đâu rồi? À đây. Ui, nguyên ton sát mọi người ạ. Và dưới đây có một cái Master Jet nữa. Ui, chúng ta được White Classic. Vãi. Đồ lởm không ạ? Ui, trên đầu mình kìa. Aerodactin. Bá trưởng. Vậy. Chắc thử tí nha mọi người nhờ. Dynamic Canon em thử đi. Ui, thấm nha. Đừng tưởng không thấm. Dynamic Canon tiếp tục. Rồi, Latria ra trận. Trời ơi, xài chiêu hệ băng là chắc chắn của tội em luôn. Gì gớm vậy? Secret Saw coi. Giỡn với tôi hả? Nhìn như vậy thôi chứ mạnh lắm đó. Secret Saw tiếp tục. Lần này chắc cho dảnh của tỏi luôn nha. Em này rớt khá là nhiều đồ cho mình nè. Ngon. Rồi tạm đáp xuống đây một cái đi. Rớt cái gì đây? Đá ra nick. Đây là Aerodactin Line. Ngon. Chà, được việc đó chứ. Và đây là ICum Z hả? Cũng được luôn mọi người. Ủa? À, đá mega mình để trong ba lô riêng. Ok, còn lại chắc mình sẽ cất đồ vào trong này đi ha. Reshiram spawn. Từ từ, em spawn đâu vậy? Đấy rồi mọi người ơi, tụ to vãi cả trưởng. Ui da. Thôi, quả đầu tiên Whitbone ra trận. Quá đã rồi. Trời ơi. Ê vãi. Ui, Whitbone không được. Em này cấu máu Sangu thì cũng đau đó nha. Con sweep em coi. Ủa cái gì vậy? Em xài chiêu Hyper Void. Ui đau vậy. Rồi, hồi lại máu. Đánh đàng hoàng mọi người ơi, không là hẹo đó. Hả? Làm gì gớm vậy? Từ nha. Để mình revive Eternatus là một nè. Ok, hình như là không có tác dụng với rau đinh thì phải. Ok, tiếp tục revive luôn Latria. Ui à, có tác dụng mọi người ơi. Em đổi chiêu rồi, chiêu slash. Chiêu này là chiêu chém đó. Rồi hồi máu cho Zangu đi. Chúng ta sẽ tiếp tục cấu máu em Reshiram này tiếp thôi. Em này có cái chiêu gì đó mạnh lắm mọi người ạ. Ui kích thước em cũng to lắm kìa. Chà, có vẻ khó nhằn cho crowding của tôi hen. Hồi lại tí máu cho crowding nữa nè. Đừng đánh mình nữa bạn ơi, đau lắm. Tha cho nhau cái đi. Rồi, chắc bắt luôn bằng Thamorbon đi ha. Mình không thể mà nhon nhữa với em được nữa. Thamorbon ra trận, quả đầu tiên. Chưa được phải không? Ok, lên quả thứ hai luôn. Wow, em này công nhận cái thước rất là to luôn mọi người, nhìn đẹp vãi. Quả thứ hai, ôi pha lần này hả? Chỉ cần hai quả đã bắt được rồi. Hello chị y tá, hello. Lipstone nè, lấy luôn. Hai quả Thermoball đã được rồi mọi người ạ. Ảo thật. Ồ, chị y tá này không có PC. Đây rồi. Một bên là Zekrom, một bên là Reshiram. Hồi là biến máu cho cả hai luôn. Wow, vậy là chúng ta đủ được bộ đôi này rồi mọi người ơi. Ngon lành cành đào luôn. Rồi thử rồi. Zekrom của anh là kích thước small nè, không cộng trừ bất kỳ chỉ số nào. Reshiram, kích thước enormous nhưng mà bị trừ speed. Skill thì có được fusion flare nè, chiêu này ok đó mọi người ạ. Giờ chịu độc quyền của nó nè. Giống như con Zekrom thì nó có là fusion pool đó. Fire blast. Nói chung là cái bộ skill này đang khá là mạnh đó. Nãy nó hành cái dòng Pokemon mình muốn xỉu luôn mà. Y nó mệt, hàng chi nó to. Gửi thử một vòng rồi. To vái cá chướng luôn. Chà, ngon chết mọi người ạ. Giờ thì chắc lên đường đi kìm yêu rem đi nha mọi người. Ui, 5.000m ạ. Kinh khủng vậy. Tính và mình vừa đặt chân vào cái vùng rừng đỏ mà đã gặp được Reshiram luôn rồi đó. Ngon lành canh đào vậy. Xài ơi. Ui, bên này có mấy cái kiến trúc gì đó lạ vậy. À, cái đèn. Rồi, tôi chỉ tập trung đi bắt Legendary thôi mọi người ơi. Một em Pokemon gì đó nè mọi người. Pokemon gì vậy? Đây là Zaru hả? Ô, nghe lạ vậy, lần đầu tiên mình nghe luôn. Ô, Zaru mọi người ạ. Lần đầu tiên mình thấy một em Pokemon này đấy. Whitbone ra trận. Wow, hình như là Legendary thì phải mọi người ơi. Ui, Whitbone không thành công nè. Ui, nhìn em này lạ vãi. Còn sweep em thôi mọi người. Này gì mà không gây sát thương. Wow, Zaru. Lần đầu tiên gặp luôn. Tiếp tục phone sweep. Dạ, em bút cái gì cho mình á. Spawn sweep tiếp nha. Dạ, đạo nha. Sử dụng dust spawn đi ha. Đang trời tối, lại đang ở dưới tán cây nữa. Thử dust spawn rồi. Màu nó cũng giống với lại Zaru này chứ bộ. Ê. Ui, nhưng mà nó hồi máu mọi người ạ, hồi máu căng lắm. Ui, trời vừa chuyển thành buổi sáng luôn rồi, xui luôn. Chà, kèo này hơi căng đấy. Ủa, nó hồi full máu rồi. Chà, khó khăn vậy. Bắt bằng Thamorbon thì sao đây? Nhìn dễ ăn chứ mà bắt này không có dễ nha. Nó cứ hồi máu của nó liên tục mà. Sao mình có thể spam được? Thôi thì... cố gắng vậy. Tiếp tục. Vẫn là Thermoball. Chưa được. Ê, nãy giờ nó tấn công không được mình nè. Đã vậy. Mình cứ đứng đây spam bóng thôi. Và lần này... Kubfu spawn luôn mọi người. Để bắt con này từ sáng tới trưa. À quên, từ tối hôm qua tới trưa hôm nay. Đến nỗi mà một điện thoại khác xuất hiện luôn rồi nè. Kinh vậy. Ôi ôi, bắt không thành công rồi. Thôi để bắt Kubfu. Ra đây là Kubfu à. Nó có cấp 15 vậy? Dám hỏi luôn. Cấp 15 mà mọi người. Ui da. Ui, lì quá vậy. Phải cho Sangu rồi dạy dỗ nó mấy bài quyền á chứ nhờ. Cấp 15 mà láo hả? Em này chắc bắt dễ hơn cái em Zaru nãy chứ nhờ. Liverpool thôi. Không mọi người, nó là Legendary, nó khó chứ. Nó không phải Pokemon thường. Nhưng mà cũng thử phát nữa coi. Tiếp tục là Liverpool. Say. Có gì đâu mà phải ngại. Chà, quay đấy. Cấp 15 mà xài Liverpool không được luôn hả? Gớm vậy. Thamorbon, trời ơi đừng đánh tôi nữa. Ấy chịu hút phục đi. Nói vậy nó không chịu nữa kìa. Hình như nãy giờ cũng phải mấy chục quả Thamorbon rồi đó mọi người ạ. Sao bây giờ game nó khó quá. Bắt một em huyền thoại huyền ảo thôi mà nó khó quá. Nó làm này làm kia đủ kiểu hết rồi. Ôi Eternatus cho mày sợ nè. Ôi Eternatus của mình đâu rồi? Ôi đây. Sợ chưa? Yeah, vẫn đánh á. Đánh với bà máu cũng ráng đánh nữa. Bất kỳ ly luôn. Ôi ôi lắc 2 lần mọi người ạ. Ôi đây rồi. Yes. Trời ơi. Đây là first rule of Fire Club. Ôi mình được cái thành tựu đây. À, bắt 10 Pokemon này giác đấu. Trời ơi, cuối cùng cũng bắt được Kubfu mọi người ạ. Em này có gì hết không? Ui, tăng speed, hèn chi nó chạy được. Nó mới trừ special attack nữa. Ồ, nhưng mà chiêu của con này nó sử dụng attack là chính mà. Mà cũng không sao. Nói chung là cộng speed là được. Ít với Giant nữa. Trời ơi, cuối cùng đã được thu phục nha mọi người. À, mình biết em này có thể tiến hóa được mọi người ạ. Và em này tiến hóa khi mà chúng ta bắn phải ở trước cái tháp Tower Black Net. Rồi tháp bóng tối, nhưng mà ở đây thì không có nè. Thôi, mình nghĩ là tập ngày hôm nay tới đây là được rồi mọi người ạ. Trời ơi, nói chung là tính đi qua bắt kill Ram nhưng mà 2 cái em huyền thoại xuất hiện rồi. Mình đã tốn công hết mấy ngày để bắt được 1 trong 2 em đó đó mọi người ạ. Nói chung thì tập ngày hôm nay quá là thành công rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Tập ngày hôm nay mình đã bắt được em Kubfu và Reshiram. Thì trong tập kế tiếp chúng ta sẽ tiến hành lên đường và bắt thêm những em Pokemon Legendary khác nha mọi người ơi. Còn bây giờ thì nếu các bạn thích video này, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.